Việt Nam Thức Giấc sáng nay sẽ đưa chúng ta gặp gỡ với những người yêu động vật tại Hà Nội, cụ thể là những chú mèo. Và thú vị hơn, đây là những ứng cử viên cho ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi Việt Nam Cats Championship 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Và phóng viên Bảo An đang có mặt tại buổi tập trung trước ngày thi để tìm hiểu thêm những thông tin và gửi tới quý vị khán giả. Chào buổi sáng anh Bảo An ạ. Xin chào buổi sáng khán giả của Việt Nam Thức Giấc. Bảo An lúc này đang có mặt trong một không gian mà rất là nhiều những chú mèo đáng yêu, đủ cả mèo ta và mèo ngoại. Và trái ngược hẳn với tưởng tượng là một không khí hỗn độn với tiếng kêu này, hay là các bé mèo thì sẽ chạy loạn xạ, thì không ạ, các bé mèo đây rất là bình tĩnh. Việc huấn luyện bản lĩnh cho mèo khi tham gia các cuộc thi rất là quan trọng đúng không bạn? Đúng vậy ạ, bởi vì khi trong cuộc thi thì các bạn sẽ phải trình diễn cái vẻ đẹp của mình trước ban giám khảo. Và khi mà các bạn bình tĩnh thì các bạn sẽ hoàn thành được bài thi tốt hơn ạ. Và làm thế nào và mất khoảng bao lâu thì mình mới có thể huấn luyện cho các bạn ngoan như thế này ạ? Thực ra thì đây là lần đầu tiên bạn ấy ra ngoài chơi và cũng là lần đầu tiên bạn ấy đi thi. Nên mình vừa bất ngờ và mình cũng rất là tự hào bởi vì con làm rất là tốt và khiến mình rất là vui. Cô nuôi bé mèo này lâu chưa ạ? Cô nuôi từ lúc nhỏ cho. Bây giờ là bé được hơn 3 tháng rồi. Bé hàng ngày chơi với cô và cô huấn luyện bé dạng người. Và khi gặp giám khảo cháu rất bình tĩnh mà còn chơi đùa với giám khảo. Dạ vâng. Và tất cả các bé mèo ở đây thì đã đăng ký tham gia cuộc thi Việt Nam Cats Championship 2022, hay gọi vui đó là cuộc thi Hoa hậu mèo bán chuyên. Và cuộc thi năm nay thì có những điểm gì mới so với các cuộc thi năm trước? Cuộc thi năm nay của chúng em tổ chức thì chủ yếu hướng đến những người yêu mèo và những người nuôi mèo bán chuyên. Đặc biệt là có phần thi dành cho các bạn mèo ta, là một trong những phần thi chưa bao giờ có ở các cuộc thi Hoa hậu mèo. Và việc tham gia những cuộc thi như thế này thì cũng giúp cho chúng ta có thêm rất là nhiều những kiến thức để chăm nuôi mèo an toàn trong cộng đồng. Việt Nam Thức Giấc tiếp tục đồng hành với cuộc thi mèo đẹp bán chuyên Việt Nam Cats Championship 2022. Cuộc thi này thì thu hút không chỉ chủ và mèo đơn thuần mà còn thu hút những người đang làm nghề nhân giống mèo thuần chủng. Và khi việc tìm kiếm phát triển nhân giống mèo bản địa được chú ý thì các giống mèo của nước ta có thể gia nhập vào các sân chơi quốc tế, góp phần vào công cuộc bảo tồn tiêu chuẩn giống thuần chủng. Và cụ thể thì công việc của những người nhân giống mèo như thế nào vậy anh Bảo An? Vâng ạ, và để tìm hiểu kỹ hơn về công việc nhân giống mèo cũng như ý nghĩa của công việc này, hãy cùng tôi gặp gỡ với bạn Nguyễn Thế Vinh, là Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Mèo Việt Nam. Chào bạn. Vâng, anh đây. Và để làm tốt công việc nhân giống mèo ấy, thì chúng ta cần chuẩn bị những gì về kiến thức? Việc đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị được những cái kiến thức về phương pháp, các phương pháp nhân giống trên thế giới, bảo tồn và duy trì được những cái nguồn gen quý và phát triển được chúng phù hợp với những cái điều kiện thổ nhưỡng tại Việt Nam. Thì em có thể giới thiệu cho anh với mọi người là đây là một giống mèo gọi là mèo Bengal, em thường gọi là mèo báo. Trông như là một con báo nhỏ nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Đây là một bé mèo Anh nhưng mà lại có một đôi mắt rất là đặc biệt, đó là đôi mắt màu blue, xanh, rất là đẹp. Và tất cả các bé mèo đang ở đây thì đều là mèo thuần chủng. Vâng, đúng rồi ạ. Em giới thiệu cho anh, đây là bé mèo Mỹ khổng lồ. Đó, nhưng mà bạn này có đặc biệt là bạn ấy có 6 ngón, chân, bàn chân rất là to. Lông rất là xù. Đây là một bé mèo ta rất là đặc biệt, bé màu đen tuyền nhưng lại có đôi mắt màu xanh lá cây. Vâng, cũng ấn tượng đấy ạ. Đây cũng là một bé mèo tàn. Đây có một bé rất là đặc biệt, đây là một bé mèo không có lông, mèo Ai Cập. Không có lông, rất là đẹp. Công việc nhân giống mèo hiện tại ở Việt Nam thì nó mới phát triển nhưng mà thực sự là đang rất là tiềm năng tại Việt Nam. Và các nhà nhân giống mèo thì đang muốn tập trung để phát triển chúng hơn tại Việt Nam, cộng đồng yêu mèo. Cảm ơn bạn với những thông tin vừa rồi. Và tất cả những chú mèo thuần chủng tại đây thì đều đăng ký tham gia vào cuộc thi Hoa hậu mèo. Và chúng ta sẽ cùng đón xem ở phần sau của Việt Nam Thức Giấc. Việt Nam Thức Giấc trở lại với cuộc thi mèo đẹp bán chuyên 2022 lần đầu được tổ chức. Cuộc thi thì hội tụ rất là nhiều những bé mèo đẹp nhất thuộc các giống mèo được ưa chuộng tại Việt Nam như là mèo ta, mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư, mèo Mỹ khổng lồ. Và những chú mèo khi được đoạt giải và vinh danh sẽ đeo những biểu trưng thiết kế rất là đẹp. Và ban tổ chức đã chuẩn bị đến đâu rồi vậy anh Bảo An? Chào buổi sáng! Vâng, thưa quý vị, ban tổ chức của thi Hoa hậu mèo thì đã chuẩn bị rất là nhiều cúp và những cái biểu trưng để dành cho những thí sinh chiến thắng. Và tôi thấy hoa này làm rất là cầu kỳ và công phu.
Đây là Rosette. Theo như quốc tế thì đây là giải thưởng dành cho các bạn mèo chiến thắng từ vừng hạng một giống này, độ tuổi này và các loại lông. Các bạn càng được giải cao thì hoa lại càng to. Vâng, rất là đáng yêu. Và không biết là ban giám khảo sẽ chấm các thí sinh này thì dựa trên những tiêu chí như thế nào ạ? Ban giám khảo sẽ dựa vào các tiêu chí về hình thể như là phần đầu, phần thân hình, cũng như là việc chăm sóc lông có tốt hay không, việc vệ sinh cho mắt, vệ sinh tai và cắt móng cho mèo có tốt hay không để đưa ra những kết luận cuối cùng. Và bên cạnh đó, một yếu tố cộng thêm đó là cái phần trình diễn bé mèo của chủ mèo cũng sẽ là một điểm cộng để đưa ra kết quả cuối cùng. Vâng, ví dụ như bé mèo này thì được mấy điểm đấy ạ? Đối với bé mèo này thì để xét theo tiêu chí của giống mèo Anh lông dài thì nó là một bé mèo rất xuất sắc rồi. Và vì sao năm nay thì cuộc thi lại có một cái hạng mục dành riêng cho mèo bản địa? Về mục tiêu của bọn em đó là không chỉ mèo nhập từ nước ngoài, mèo thuần chủng và có giá trị cao mới được hưởng những phúc lợi tốt, mà bên cạnh đó những bé mèo ta, những bé mèo nhà của Việt Nam, bé mèo bản địa của Việt Nam cũng sẽ được hưởng những chế độ phúc lợi tương tự. Vâng, có thể nói là những hoạt động như này, những cuộc thi như này thì sẽ giúp lan tỏa thêm tình yêu thương với các động vật và sẽ giúp cho người nuôi có thêm những kiến thức để chăm sóc an toàn những vật nuôi của mình trong cộng đồng.